bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bí quyết học thuộc lòng kinh điển. Nhất thốn quang âm, nhất thốn kim. Thốn kim nan mãi thốn quang âm. Thốn kim thất khứ dung dị đắc, quang âm quá khứ nan tái tầm. Nghĩa là một tấc thời gian một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian. Tấc vàng mất đi dễ kiếm lại, thời gian qua mất khó lòng tìm. Người đời từ sáng tới tối cạnh tranh phấn đấu, đều không ngoài việc kiếm cơm ăn áo mặc, tài vật chỗ ở danh lợi. Vì năm thứ này mà ai nấy điên điên đảo đảo, từ sáng sớm đến chiều tối không có thời giờ để nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có lúc không phải đi làm, được ở nhà thì họ lại bận rộn với đủ thứ tiết mục, như coi tivi, chơi computer, chơi cổ phiếu, xem cine, đi du lịch, vân vân. Người ở vạn Phật Thánh Thành cũng bận rộn, song sự bận rộn đấy thì hoàn toàn khác biệt. Ở đây không ai vì chuyện ăn uống, áo quần hay chỗ ở mà bận rộn cả. Người ở vạn Phật Thánh Thành không chú trọng những thứ đó, tạm đủ là được rồi. Còn đối với danh lợi thì họ lại càng thờ ơ hơn nữa. Tuy nhiên, ai nấy đều rất bận rộn. Nhưng bận chuyện gì chứ? Bận rộn học Phật, học Pháp, học Tăng, bận rộn tu giới, tu định, tu huệ, tính chất hoàn toàn khác biệt với người đời. Ở đây chúng ta hàng ngày, khi nghiên cứu kinh điển thì cần phải đặc biệt chuyên tâm chú ý, chứ không phải thân ở đó mà tâm thì chạy mất, chẳng biết chạy tới phương nào. Các bạn không nên cho rằng, người này giảng Pháp hay nên chú ý nghe, còn người kia giảng không hay nên lơ đãng không chú ý nghe. Nếu các bạn cứ ở nơi nhân, ngã, thị, phi mà dụng công thì tâm thương ghét của các bạn rất là nặng. Tâm để ý tới chuyện đúng, sai, tốt, xấu cũng rất lớn, các bạn chưa hoàn toàn khắc phục hoặc tẩy trừ nó được. Khi nghe giảng kinh thì các bạn cần phải hết sức thành thần, chăm chú. Nếu người ta giảng hay thì mình nên học hỏi, bắt chước phương pháp của họ. Nếu người ta giảng không hay thì mình càng nên chú ý lắng nghe, dùng trí diệu quan sát để nhận xét xem họ giảng có đúng hay không, có phù hợp với giáo pháp, với chân lý hay không, chứ đừng dùng thức tâm mà phân biệt, so sánh để tìm lỗi lầm. Đối với mọi cử chỉ, mọi hành động của bất kỳ người nào, các bạn đều phải đặc biệt chú ý, lưu tâm mà học hỏi. Đừng để lãng phí, như vậy các bạn mới có chỗ sở đắc, mới khai mở được trí huệ. Việc khai mở trí huệ không phải một ngày một đêm mà thành tựu được. Nó đòi hỏi chúng ta, sáng phải tu như vậy, chiều cũng phải tu như vậy, từ sáng tới tối phải liên tục học tập, không gián đoạn, như thế mới có cơ hội thành tựu. Bây giờ mọi người đều đang học Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm. Các bạn cần phải biết rằng Kinh Lăng Nghiêm là chân thân của Phật, và cũng chính là Phật, chính là Pháp, chính là Tăng, chính là Giới, chính là Định, chính là Huệ. Các bạn muốn cung kính Tăng thì trước hết phải cung kính Kinh Lăng Nghiêm. Các bạn muốn học Giới, tu định, phát huệ thì trước hết phải học Kinh Lăng Nghiêm. Phật Pháp có 84.000 pháp môn, song Kinh Lăng Nghiêm thì đầy đủ, vừa đúng, không dư, không thiếu. Chúng ta phải học bộ kinh này và phải học cho thuộc, cho nhuần nhuyễn. Phương pháp học là mỗi ngày các bạn học một đoạn kinh văn và hàng ngày đều phải ôn lại những phần đã thuộc. Đừng ham học nhiều, học mau, phải mỗi ngày ôn tập một lần thì mới có thể thuộc lòng được. Đến khi đã lầu thông, thành thục rồi thì trở nên tinh xảo, khéo léo. Có tinh xảo thì mới sinh ra linh động, nhạy bén. Có câu, thục năng sinh xảo, xảo năng sinh linh, nghĩa là quen rồi thành thạo, thạo sinh linh hoạt. Điều thiết yếu là các bạn đừng bao giờ bỏ cái gần kề mà chạy đi tìm cái xa xôi, cũng đừng hướng tâm ra ngoài mà truy cầu, săn đuổi, bởi đó chỉ là sự tu hành ở ngoài ra, chứ không phải là phương pháp để thâm nhập kinh tạng, khai mở trí huệ. Chúng ta nên lợi dụng giờ giấc nào để học thuộc kinh? Buổi sáng khi vừa thức dậy thay áo quần, hoặc khi đang đánh răng rửa mặt đều là những lúc có thể thầm tụng kinh văn. Buổi tối lên giường đi ngủ, tuy là đầu kê gối, nhưng các bạn vẫn có thể im lặng mà đọc nhẩm được cả. Nếu các bạn có thể dụng công học kinh liên tục, không gián đoạn, thì có thể học thuộc lòng rất nhanh. Phương pháp học kinh có 3 cái tới. Thứ nhất là mắt tới, thứ nhì là miệng tới, và thứ ba là tâm tới.
khi cả mắt, miệng và tâm đều chuyên nhất, chăm chú hướng tới kinh thì các bạn sẽ học thuộc lòng rất dễ dàng. Lại còn có ba chỗ có thể để học thuộc kinh, thứ nhất là trên đường đi, thứ nhì là trên gối, thứ ba là tại nhà cầu. Ba chỗ này là những nơi rất thuận tiện cho việc học thuộc kinh. Nếu các bạn áp dụng phương pháp này thì có thể học thuộc kinh rất là nhuần nhuyễn, các bạn hãy thí nghiệm xem. Ha ha ha, 问什么的说呵。